Tự nhiên chị thèm nước cam. Thôi để anh chịu vắt cho. Cam đâu? Nước cam còn một bịch cam thôi. Nhưng mà chồng bỏ ít nước luôn nha. Ui. Ui luôn á hả? Trời đất ơi, sau một buổi sáng ngủ dậy, không phải hồi sáng ngủ dậy nữa, 12 giờ đêm, 11 giờ đêm mày mất bà cái Facebook. Giờ phải làm Facebook phụ á mấy chị ơi. Quên mình cũng đâu có chia sẻ luôn nữa ha. Cả nhà ơi, thương em chia sẻ bài lên giùm em nha cả nhà ơi. Sao cái này cái điện thoại cái chữ nó nhỏ xíu luôn á. Hôm nay là em có bộ cánh dơi. Bộ cánh dơi đùi dài lâu ngày quá bé đẹp. Dạ, lâu lắm rồi chế ơi. Ở dưới chế có ổn không chế? Cả nhà chia sẻ bài lên giùm em á nha. Hiện tại Facebook chính của em bị lock out mất tiêu rồi mấy chị ơi. Nó lóc ai có ai bị hôm hồi tối hôm qua có ai ngủ dậy bị mất Facebook không biết chứ? Có chế nào ngủ dậy mà bị mất Facebook không? Cả nhà em là em kêu chú bưng vô rồi xong rồi để tiền đừng có đụng chạm hay đừng có tiếp xúc thôi. Vẫn bán bình thường à, nó bán có ở nhà buồn quá. Ồ dạ. Em còn trong sáng hả? Trong sáng chắc chị tối nên là nó bị lóc. Sao lại mất Facebook? Trời ơi khổ ghê luôn á. Chắc là tắt cái đèn của chị rồi. Em chưa dán kỹ hay sao không hả? Em chưa dán. Chắc là em chưa dán hả? Chú ơi có con bao nhiêu tiền hả chú? 150 với con. Đúng rồi, không có chia sẻ mà nhắn người ta nhắn tin cho mình đó mà bị luôn á. Nay mới thấy chị lên từ hôm qua rồi em ơi, chị lên từ hôm qua rồi. Khổ ghê luôn. Nó khóa mất Facebook 30 ngày luôn. Đau thương luôn má. Người ta gửi cho con mà con bị á. Mình đâu có ý kiến gì đâu, gửi cho mình thôi. Mà tự nhiên cái mình bị luôn á. Chấm bài lên giùm em với mấy chị ơi. Tương tác chấm bài lên giùm em với. Cái ổ cắm của em đụng vào ổ cắm. Em đụng vào ổ cắm chứ không phải là mình. Tương tác lấy giùm em với mấy chị ơi. Có ship Lâm Đồng không shop? Lâm Đồng chuyển khoản em mới ship nha chị ơi. Ở Lâm Đồng chuyển khoản em mới ship được. Rồi cả nhà ơi, bây giờ hiện tại là em không có chia sẻ được cái bài á. Nên là em nhờ cả nhà mỗi người cho em một lượt chia sẻ được không mấy chị ơi? Thương tình em thì chia sẻ bài lên giùm em á nha. Em lên bộ đùi trước nha mấy chị. Bộ đùi cánh dơi em đang bận nè. Đẹp quá. Trời ơi, cái hàng lụa mango siêu đẹp luôn á. Đây, đó. Xuất sắc luôn. Hôm nay là em có bộ cánh dơi đùi, cánh dơi dài. Em có bộ lụa. Không phải cho nước thêm vô. Với lại em bán bộ dây. Em dây với cánh dơi. Khui ra luôn.
mọi người xem ít lắm luôn, không không phải bằng Facebook của mình. Hello chị Kim Ngân nha. Hello chị yêu. Hello Châu nha. Có chị nào? Vậy là hôm nay bán chậm bị điều là sao? Mấy chị đã bị mất Facebook không vào Facebook được, không phải ai cũng có hai Facebook đâu. Đúng rồi. Chị nào mà đang bình luận được là chị đó còn Facebook. Chị nào mà không bình luận được là bị mất Facebook á. Đâu không có vào Facebook được đâu mà xem like được. Chị nào mà còn đang bình luận được bài like của em là chị đó rất là thánh thiện và trong sáng luôn á. Bên này không thấy được bình luận luôn. Chế nào mà đang xem được bài like của em, nick kia chị không được là sao chứ? Em bị khóa Facebook rồi, em bị khóa Facebook mất tiêu rồi. Hôm nay sáng ngủ dậy rồi rất là nhiều người bị mất Facebook luôn. Long An là chuyển khoản em mới ship nha tình yêu ơi. Bộ lụa đợi em xíu nha chị ơi, bộ lụa đợi em xíu nha. Nhưng mà để đâu cho em, có cái điện thoại của anh đâu, bật rồi hả? Ai cầm? Ở đây. Xem bậy nè, dạ. Mấy đầm Latin đăng hình. Đầm Latin đăng hình chưa có về kịp em ơi. Nó ở hàng Quảng Châu á, nó không có về kịp nên là đầm Latin chưa có về hả? Hôm nay chị có bán bộ, với lại bộ em mặc là 85.000 nha chị ơi. Nhưng mà chị Hoa Thủy ơi, hôm nay chị ở tỉnh là chị phải chuyển khoản em mới chốt đơn nha chị ơi. Tại vì là hiện tại là Sài Gòn không có đi tỉnh được á. Mấy chị ở tỉnh là vui lòng chuyển khoản. Bộ em đang mặc là vải lụa mango nha tình yêu ơi. Sáng giờ chị nghe cái vụ cô bé gì đó mà mất mấy trăm cái Facebook. Em bị mất bay cái Facebook của em luôn rồi. Mấy chị kiếm Facebook chính của em đâu có ra nữa đâu. Ủa em bên em tải đơn hàng được không? Bên chị nó cứ dày nè. Có nghĩa là bình luận nó không có ấy đó. Chị nào mà bây giờ còn đang xem like được, đang bình luận được là chị đó trong sáng, thánh thiện và ở hiền gặp lành. Còn chị nào mà bị mất Facebook là chị đó tối tăm mà đến nỗi mà mờ ám. Có 2 giây luôn nha Hồng Phan ơi, có 2 giây luôn. Cái gì? Là sao? Từ từ rút ra chị vào được. Hello gia đình nhỏ nha. Nó cũng nói bị lỗi á trời. Chị thấy hình như là không ổn tí nào luôn á. Vậy là chị không trong sáng, đúng rồi, không trong sáng nên mới bị lóc mẹ cái Facebook. Nếu mà hiền lành thánh thiện thì không có bị mất đâu. Bộ đang bận cho chị Kim Chi ở Hậu Giang. Kim Chi ơi, Kim Chi chuyển khoản cho chị nha em. Bộ đang bận là 85.000. Hello Hà Thị Thông nha. Cứ ai vô coi cái vụ 2k là bay hết. Bởi rất là nhiều luôn. Nghe kết bạn Facebook mới cho My nha. Vô coi là bị thôi. Cứ gửi. Không có bộ tay dài em ơi. Không có bộ tay dài nha. Bộ đang bận là 85.000. Bộ nam bận là 85.000 à. Facebook hôm qua nhắn tin cho chị bị mất. Đúng rồi, mất rồi. Facebook chính của chị là bị mất rồi. Chị lấy lại hết 2 triệu nhưng mà chưa có lấy được. Nhờ hacker lấy lại hết 2 triệu mà chưa có lấy được á. Người ta nói là phải chờ Facebook diệt. Hello Cherry nha. Bởi em buồn ghê luôn. Hôm nay em nhập quá chừng hàng về luôn. Rồi bộ em đang bận là 85.000. Có màu đen, màu nu và màu vàng. Bộ đang bận không có dài nha em ơi. Hello Cherry Nguyễn nha. Thấy vòng đang di em nha. Thấy vòng đang di. Rồi bộ đang bận là màu đen, màu nâu với màu vàng 85.000. Chế nào lấy thì chốt đơn lên giùm em ha. Trời ơi. Bị sao đêm qua ngay kiếm Facebook. Bởi không có. Nó bị mất trắng Facebook luôn mà.
nó mất trắng Facebook luôn. Em cũng bị, Đỗ Phương cũng bị. Vậy là phải là xài Facebook mới, rất là nhiều người xài Facebook mới luôn. Và kiếm em cũng không ra nữa, nên là hôm nay cái thể nào cái tình trạng bán hàng cũng chậm. Hello Châu nha. Rồi tình yêu là lấy bộ đang bận thì chốt màu giùm em ha. Đơn hôm qua chưa đi nha chị Phương Nguyễn ơi. Hôm nay em like thêm rồi em đi nha. Bộ đang bận đu đen cho Nguyễn Thị Thúy Nga. Chị Nguyễn Thị Thúy Nga ở Đồng Nai. Chị Nguyễn Thị Thúy Nga ở Đồng Nai. Chị ơi chị chuyển khoản giùm em nha chế. Đem cái luôn cho chị Nguyễn Thị Thúy Nga nè. 85 ngàn một bộ nè. Facebook mới là Nguyễn Thị Mỹ Kiều luôn á. Hello Cherry Nguyễn nha. 85 ngàn một bộ nha tình yêu ơi. Một bộ là 85 ngàn. Đúng rồi Châu qua hai bộ đi. Đang bận 85 ngàn. Là cái này là cánh dơ nha cả nhà. Hôm nay em đều thấy chị mà Lan Phan đem cho Hằng Hằng. Hằng Hằng là Hằng Hằng ở đâu ha? Hằng Hằng ở Tân Phú. Ok Hằng Hằng nè. Hằng Hằng màu đen nè. Chị ở Sài Gòn nha em ơi. Chị ở Sài Gòn nha. Miu da đen ơi. Chị Nguyễn Thị Thúy nghe. Rồi đang bận màu đen, màu vàng với màu nâu ba màu. Tự nhiên là lấy thì chốt màu giùm em ha. Đen vàng nâu 85 ngàn. Em có bầu gọi bò sữa nữa nha mấy chị. Bò sữa. Rồi tương tác chấm bài lên đen cho vòng đan di. Vòng đan di ơi em chuyển khoản giùm chế được không? Bình luận không thấy ha. Em bên em thấy bình luận không? Em cũng quay vậy hả? Nó buồn. Hết thấy bình luận luôn rồi. Bò sữa cho Ngọc Ngân. Ngọc Ngân ở đâu vậy? Ngọc Ngân ở Vũng Tàu. Ngọc Ngân chuyển khoản dùm chế nha Ngọc Ngân ơi. Ngọc Ngân nè. Ngọc Ngân bò sữa nè. 85 ngàn. Em thấy bên đó thấy chưa? Đây. Bò sữa 85 ngàn luôn. À lấy bò sữa, chút bò sữa nó giùm em. Form này mấy chị 70kg bận dừa. Bé Hằng nó lấy 2 bộ rồi. Bé Hằng nó lấy 2 bộ luôn á mấy chế ơi. Cái này bao cho mấy chị 70kg mà cũng dừa nha. Đây. Form này cả nhà ơi. To, may bản đẹp. Ok Ngọc Ngân. Rồi ai lấy bộ đen đang bận. Đang bận là 85 ngàn. Màu đen, màu vàng và màu nu. Chị chuyển lên Sài Gòn. Ừ chị chuyển Sài Gòn rồi em ơi. Chị chuyển lên Sài Gòn rồi. Sao kỳ vậy ta? Không thấy bình luận. Anh ơi. Bò sữa với chị Nguyễn Thị Thúy nha. Đang bận màu đen, màu nu với màu vàng ba màu. 85 ngàn một bộ. Bò sữa em có bò sữa đen, bò sữa hồng. Bò sữa đen với bò sữa hồng 85 ngàn luôn. Ai lấy bộ bò sữa chút bò sữa lên giùm em ha. Bò sữa nha chị My Trần Hà ở đâu ha. Trời ơi. Bên này không thấy bình luận trên hệ thống đó. Trên hệ thống không thấy bình luận để mình tạo đơn được. Nó cứ nói lỗi Facebook. Trần Hà ơi, Trần Hà chuyển khoản giùm My được không? Nó không có nhảy liền trực tiếp được. Nó nhảy được mấy cái bình luận là nó về thoát ra vô lại. Nó kêu lỗi Facebook. Mình phải vua. Bò hồng cho chị Thủy Nguyễn Vũng Tàu. Bò sữa hồng cho chị Thủy Nguyễn Vũng Tàu. Rồi bò sữa đen. Bộ đen cho lớp My lên địa chỉ cho em đi chị lớp My ơi. Không gửi được tin nhắn. Là sao? Là nó lỗi. Nó không cho chế độ gửi tin nhắn. Anh gửi vào mấy cái người mà chuẩn so số. Cho gửi chuyển khoản đấy. Không gửi được. Châu Nguyễn bò sữa. Châu lấy bò sữa đen, bò sữa hồng em ơi. Châu lấy bò sữa đen, bò sữa hồng đây nè. Đâu có tải bình luận được đâu. Có nghĩa là bên máy chính thấy nhưng mà máy phụ không có thấy bình luận. Phải vuốt qua vuốt lại hoài luôn.
Nguyễn Thị Nga là đầu tiên đúng không? Nãy giờ rồi bình luận nè. Có quần, bộ chị vẫn không có quần dài em ơi, bộ chị vẫn không có quần dài ha. Tôi cứ ghi tay đi, xong rồi nên sau rồi thì sao? Bán mà không có. Bò sữa đem cho Châu Nguyễn nè. Châu Hồng ơi, Châu Hồng chuyển khoản giùm My được không? Hoa Hồng ở đâu Hoa Hồng ơi? Vòng đang di để rẽ ra đi em. Biết cái cũ rồi nhưng mà hiện tại tỉnh là My không có xếp được á, nên là mấy chị chuyển khoản cho em 100.000 đi rồi em sẽ giữ đơn cho mấy chị ha. Khi nào mà nó giao hàng được thì em sẽ giao cho cả nhà ha. Thì tự là em có không muốn là bắt mấy chị mua hàng là phải chuyển khoản hay gì hết, nhưng mà thật sự là bây giờ Sài Gòn nó đang khóa, Sài Gòn nó không có cho đi hàng á, nên là cả nhà bò đen cho chị Nguyễn Phương, bò đen cho chị Nguyễn Phương. Bộ đang bận, hôm nay có bộ thôi hả chị? Ừ, hôm nay có bộ thôi em ơi, có bộ, lát nữa có bộ lụa. Rồi nói chung là hôm nay nhiều hàng lắm luôn á. Tay dài chị không có em ơi. Chị Nguyễn Phương trong sáng vẫn còn Facebook ha. Bây giờ mà chế nè mà còn Facebook là chết đó. Rất là trong sáng luôn. Còn em là hư hỏng nên là bị mất Facebook rồi. Bị lóc mất Facebook mới tiêu rồi. Bò sữa đen cho Châu Nguyễn rồi phải không em? Châu Nguyễn với Nguyễn Phương có bò sữa đen rồi. Châu Hồng ơi, Châu Hồng chuyển khoản cho em được không chế ơi? Đây, ai lấy bò sữa cho bò sữa lấy giùm em ha. À, bộ đen đang bận có màu đen nè, màu nu và màu vàng, ba màu, 85.000. Bò sữa có màu đen với bò sữa hồng, bò sữa đen và bò sữa hồng, 85.000 bộ. Rồi tương tác chấm bài lên giùm em nha cả nhà. Đây. Rồi bò sữa hồng đây cả nhà, phong này mấy chị 70kg mà cũng vừa ha. Chị rất là trong sáng em. Tại nhỏ. Tại hàng nhỏ quá chị không xem chứ bự không. Không chị, em không có để ý là em cũng không nghĩ là nhỏ hay lớn gì chơi, người ta gửi cho em thì em xem thôi. Mà cái xong mà em tài lanh em lại gửi cho ông Hằng, em gửi cho mẹ em, gửi cho ông Quanh. Thì em thấy là em muốn chia sẻ cho mọi người là nên để ý tới con cháu của mình. Tại vì là như vậy mà cuối cùng là em không ngờ luôn á. Lily lên địa chỉ nha Lily ơi. Lily lên địa chỉ ha. Biết là chỗ mọi người vẫn gửi hàng được, nhưng mà hiện tại Sài Gòn không có đi được. Mấy chị bị hiểu không? Sài Gòn không có đi đơn được. Chứ nếu mà Sài Gòn đi đơn được cũng chẳng kêu mấy chị cọc làm gì, kêu mấy chị chuyển khoản giữ làm gì hết trơn. Rồi. Bò sữa đen, bò sữa hồng, đang bận màu đen, màu vàng với màu da. Đó, tự nhiên là lấy chút đơn giùm em ha. Rồi em lên bộ đùi luôn ha, mấy chị muốn em lên bộ đùi hay bộ dài đấy mấy chứ. Đùi hay dài đây. Đùi đùi này là đùi cái này là cái gì quên mẹ nó rồi em. Hình này gọi là cái gì? Lập thể. Trời ơi, Châu Hồng ba màu nè. Châu Hồng mà Châu Hồng ba bộ phải không? Châu Hồng là mấy bộ Châu Hồng ơi? Châu Hồng mấy bộ? Em giờ coi thôi không mua được buồn, bởi cũng dạ. Hai giây đi mi đợi xíu nha tình yêu ơi, hai giây đợi mi xíu nha. Ba bộ chị mặc ok nè, Thủ Đức gửi được nha chị Triệu Hiền ơi. Thủ Đức gửi bình thường. Ba bộ là cho Châu Hồng nè. Thủ Đức em đi hàng bình thường à. Rồi bộ lập thể đùi cũng 85.000 một bộ nha mấy chứ. Lập thể đùi 85.000. Ai lấy chốt cho em là nè. Cả nhà nhìn giùm em cái form may nha mấy chứ. Hàng này là hàng bỏ shop, nhưng mà shop hiện tại bò sữa đen cho Hiền Nguyễn ở đâu và tình yêu ơi. Trời ơi, buồn cái hệ thống ghê luôn mấy chứ ơi. Bộ chị mặc màu đen cho Ngô Mai Sương lên thông tin. Ngô Mai Sương lên thông tin. Hiền Nguyễn ở Bình Phước chuyển khoản cho My được không? Hiền Nguyễn ở Bình Phước chuyển khoản cho My được không? Bộ mặc 85.000, 70kg mặc vừa. Rồi ai lấy bộ lập thể, chút bộ lập thể lấy giùm em ha. Bò sữa đen cho Lê Ngọc Bảo Châu nè. Rồi còn một bộ bò sữa thôi. Em thấy thông tin, em thấy
Chị Triệu Huyền lên cái địa chỉ giùm em ha. Chị Triệu Huyền ở Thủ Đức lên địa chỉ giùm em. Long An là hiện tại là em không có gửi được á, nên cả nhà mua hàng chuyển khoản cọc cho em giữ đơn ha. Thanh Trúc lấy đang bận nè. Chị Nguyễn Linh nè. Chị Nguyễn Linh là ở quận 7 là bộ mặt màu đen cho Thanh Trúc nè. Chị Nguyễn Linh bữa trước kêu chuyển khoản cho em đâu có chuyển đâu chị. Anh ơi, bộ mặt đen cho Lê Ngọc Bảo Châu rồi. Chị mới xài cọc gì? Em ơi, có gì lát chị inbox nha em ơi. Chị hiện tại là chị thẻ chị không có cần á. Rồi, cái này ai lấy chốt cho em là lập thể. Lập thể này là lập thể hồng. Bộ mặt quần dài không có chị ơi, bộ mặt em chỉ có quần đùi thôi nha. Nhỏ thôi anh. Anh gửi cho chị Nguyễn Linh á. Không là anh thoát vào Zalo của em á, chị Nguyễn Quốc Linh, em có số Zalo của chị á. Anh vào tin, anh vào điện thoại, anh vào vi tính cũng được á. Bị lắc hả? Coi được không mấy chị? Em nhận hàng được nha người đẹp, không xài tài khoản bởi biết rồi là nhận hàng được, nhưng mà Sài Gòn nó không có đi được á. Nhưng mà Sài Gòn nó không có đi được chứ không phải là không nói gì. Rồi cái này mấy chị chốt cho em là lập thể hồng 85.000 một bộ. Lập thể hồng, lập thể xanh, lập thể vàng 85.000. Bộ đùi nha mấy chị ơi, cái này là đùi nha. Đầm sơ mi không có em ơi. Đầm sơ mi chị không có. Đây chứ là lấy lập thể đùi, chốt lập thể đùi lên giùm em ha. Bộ đen đang bận cho chị Triệu Huyền ở Thủ Đức. Bộ đen đang bận là hết rồi không em? Không có. Bộ đó của em à. Một bò sữa hồng, một lập thể hồng chị Nguyễn Linh nè. Bò sữa hồng nè, với lại lập thể hồng cho chị Nguyễn Linh nè. Em đang bận còn một bộ ha. Em đang bận còn một bộ. Rồi ai lấy bộ lập thể thì chút lập thể lên giùm em. Bộ đùi tay cánh dơi đó em có ghi bình luận á, em có ghi bình luận ha. Rồi chị nào lấy chốt em là lập thể đây, lập thể xanh ha, lập thể xanh 85.000 bộ, lập thể xanh cho chị Thanh Trang Hóc Môn. Rồng Thùy Thủy Tiên ơi, em chuyển khoản với chị được không em ơi? Em chuyển khoản chị mới chốt đơn được ha, tại vì là hiện tại là ở tỉnh là chị không có đi đơn được á, nên em vui lòng em chuyển khoản cho chị giữ hàng cho em, khi nào mà tỉnh đi được chị gửi hàng cho em được không? Lập thể xanh 85.000 mai. Hiện tại mấy chị ở tỉnh có thể chuyển khoản giùm em được không mấy chị ơi? Cổ ghê luôn. Bộ đùi là 85.000, lập thể này em có dài nữa ha. Lập thể vàng đi em ơi. Lập thể vàng này hôm qua không có đủ bán nè. Hôm nay mới lấy thêm ít mà Facebook vì vậy là chán ghê luôn. Chứ hôm qua bộ này bộ lập thể vàng có quần dài luôn em. Lập thể vàng có quần dài ha. Nói chung là bộ này có quần dài hết Châu Nguyễn lấy lập thể xanh nè. Vàng đây nha. 85.000 lập thể vàng. Phương Thảo lên địa chỉ. Lê Đình Phương Thảo lên địa chỉ. Lê Đình Phương Thảo lên địa chỉ, chuyển khoản. Chuyển khoản tiền hàng giùm mình nha. Đây lập thể vàng đây. 85.000. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giùm em ha. 85.000 bộ. Lập thể màu vàng. Lập thể vàng cho Nguyễn, vàng dài cho Nguyễn lên, dài là 95.000 nha chị ơi. Dài là 95.000 nha. Lê Ngọc Bảo Châu lấy vàng, lập thể vàng đùi đi 95 giùm chị nha. Nguyễn Linh là dài 95.000. Cái này đùi là Lê Ngọc Bảo Châu, đùi là 85. Cherry lập thể màu cam, lấy bộ đùi lập thể màu cam. Cherry lập thể màu cam đùi. Đâu rồi? Lập thể cam đùi. Từ từ. Cây đùi nè. Cái là dài. Cái này là dài. Nhìn đây, lập thể cam đùi cho Cherry nè. Cherry hôm qua có đơn nè. Cái gì đây? Lê Đình Phương Thảo. Nên số điện thoại nha Lê Đình Phương Thảo ơi.
Lê Đình bò sữa đen cho Lily Nguyễn này là ở Gò Vấp nè. Lily Nguyễn có bom hàng về luôn nha chị ơi. Chị Lily Nguyễn có nhận hàng giùm em được không chị ơi? Bữa trước chị có vượt đơn hàng bị hàng về đó. Lập thể vàng bò sữa hồng cho Lập thể vàng nè, bò sữa hồng nè cho Lê Đình Phương Thảo. Lê Đình Phương Thảo lên số điện thoại nha. Lê Đình Phương Thảo lên số điện thoại. Đơn thành phố Hồ Chí Minh giao bình thường em ha. Lê Đình Phương Thảo lấy chị bộ dài nha, từ từ lấy ra em. Lê Đình Phương Thảo lấy bộ dài từ từ. Lại là chị bộ bò sữa dài. Bò sữa dài em chỉ có bò sữa. Là bây giờ từ từ để chốt lại giùm, để lại đi. Mai sô cô la lập thể xanh có gì chuyển khoản cho chị. Rồi inbox cho chị đi Mai sô cô la ơi. Lập thể xanh cho Mai sô cô la nè, lên địa chỉ nha. Rần Thị Thủy Tiên chuyển khoản cho chị mới chốt em ơi. Rần Thị Thủy Tiên chuyển khoản cho chị mới chốt được ha. Bò sữa đen cho Lily Nguyễn. Chị Lily Nguyễn ơi, xác nhận nhận hàng giùm em nha chị ơi. Lê Phương Hằng nè, lập thể vàng nè. Nguyễn Thị Phương Hằng 85.000. Nhớ gì nhìn cái bộ đùi Nguyễn Thị nha. Chị Lily Nguyễn hồi xưa là chị My Thái á. Mai nhiều khi chưa có da đâu em ơi, tại vì là shipper nó đi đơn Sài Gòn nhiều khi cũng lâu lắm. Kiều Diễm lên đi, Kiều lên địa chỉ. Lê Đình Phương Thảo bình luận lại giùm em nha. Lê Đình Phương Thảo bình luận lại có về đầm, dạ đầm chưa có về chị. Ô Nguyễn Thị Phương Hằng là dài em ơi. Nguyễn Thị Phương Hằng là dài. Ô mấy chị bình luận dài đùi lên giùm em nha. Nè dài cho Nguyễn Thị Phương Hằng nè. Còn bộ đùi đây. Đùi là 85.000, dài là 95.000 nha mấy chứ. Đùi 85, dài 85.000, nói chung là cái bộ chị Triệu Huyền có đơn nè phải không? Kiều Kiều này là ở quận 12. Kiều Kiều là lập thể gì? Kiều Kiều lập thể vàng quần đùi hả em? Đùi thì chốt đùi nha. Lập thể vàng dài cho Nguyễn Ngô Như Thảo có chưa? Nguyễn Ngô Như Thảo lập thể vàng dài nè, 95.000. Kiều Kiều là lập thể vàng đùi phải không? Kiều Kiều ok nha. Kiều Kiều nè em. Mấy chị nhớ mua hàng hôm nay mấy chị mua đủ đơn nha. Tại vì là hôm nay em like 2 ngày em mới chốt đơn dịch là chị Lê Tuyền chị nhắn tin cái gì nè, chị ở đâu đây nè. Ý giời ơi, cái Facebook này không được. Anh ơi, chị không xem tin nhắn được. Mấy em có tin có vào tin nhắn được không? Chưa đăng nhập luôn hả? Bây giờ không nhắn tin được. Anh ơi, xuống đây cho em bảo này với. Coi tin nhắn giùm em với, em đâu có xem tin nhắn được đâu. Mấy cái máy này chưa có vào Facebook. Đang vẫn là bộ đùi nha tình yêu ơi. Có nghĩa là mấy chị nhắn tin cho em mà em không có xem tin nhắn được, tại vì là chưa có đăng nhập Facebook. Đây nè chị nào, chị Tiền Lê nè. Anh nhắn tin giùm em nè. Kiều Kiều có sao ai nhắn tin được vậy? Em chấm được phải không? Thấy chị My Chi Phan, em thấy chị nha. Cắm bài lên giùm em mấy chị. Bộ lập thể quần ok, Kiều Kiều ok, là Kiều Kiều là lập thể quần đùi rồi nè. Bộ đang bận là 85.000 nè. Lập thể lên coi chị ok em nè. Lập thể cho lên cho cầm viên coi. Đây, lập thể này lập thể hồng. Không vô được luôn rồi. Không vô tạo đơn được rồi. Lập thể nè, lập thể hồng nè. Bộ đùi là 85.000. Màu hồng, màu vàng, màu xanh và màu cam, 4 màu. Hồng, vàng, xanh, cam. Có đùi dây luôn em, đợi chị xíu ha. Đùi dây chị có luôn, đợi chị xíu. Màu xanh đây.
và màu cam. Cái này cây dài. Màu cam đây. Mà bao vừa em ơi, ship Sài Gòn 25.000 nha chị ơi. Ship Sài Gòn 25.000 ạ. Ship Sài Gòn là 25.000. Chị Nguyễn Nguyễn Linh anh nhắm tin số tài khoản cho chị chưa? Nguyễn Nguyễn Linh đó. Bên Zalo là Nguyễn Linh. Đây. Rồi. Ai lấy chốt lên giùm em hả? Màu cam. Rồi chị nào lấy cam, chút cam đi giùm em. Lập thể màu cam nè, lập thể màu xanh nè, lập thể màu vàng nè, lập thể màu hồng. Tây Ninh chuyển khoản cho em mới ship được nha chị. Mấy bộ này bầu bì mặc thoải mái mấy bà ơi. Lẫn hôm nay không có nha, lẫn không có. Rồi lập thể đùi xanh cho cành phi yến nè. Một bộ ship Nha Trang, hiện tại là ngưng ship Nha Trang rồi tình yêu ơi. Khách tỉnh thì chuyển khoản em mới chốt hàng được ha. Khách tỉnh chuyển khoản mới chốt hàng được. Rồi ai lấy bộ lập thể thì chốt lên giùm em ha. Lập thể này lập thể cam nè, lập thể đùi cho cành phi yến rồi, màu xanh cho cành phi yến rồi. Rồi ai lấy đùi chốt đùi lên giùm em nè. Đùi màu cam nè, đùi màu xanh nè, xanh đây. Rồi màu vàng. Hiện tại mấy chị ở tỉnh mấy chị chuyển khoản em mới giữ chốt hàng được nha mấy chị ơi. Tỉnh chuyển khoản em mới chốt đơn được ha. Bộ này thì 60-70kg mà cũng vừa. Form này form cánh dơi thoải mái giùm em. Có hai túi đằng trước luôn ha. 85.000 bộ. Rồi ai lấy chốt đơn giùm em ha. Màu vàng và màu hồng. Lily Nguyễn chị có mua bên quanh rồi My ơi. Nhưng mà hôm bữa trước chị mua bên em một đơn một hàng về đó. Chốt cái bả bộ bò sữa đen này. Chị nhớ chị nhận hàng giùm em được rồi. Chị nhớ chị nhận hàng giùm em được rồi. Em biết chị là khách quen đó. Nhưng mà có cái là đợt trước chị có hàng một đơn hàng của em về. Nên em báo cáo chị là bom hàng bên em đó. Võ Thị Ngọc Bé lên địa chỉ giùm em. Võ Thị Ngọc Bé lên địa chỉ giùm em nha. 85.000 một bộ. Đồ chị đang bận 85.000 nè. Bộ đang bận đây. Có màu đen với màu nu. Mấy bà 70kg mặc cũng vừa nha mấy bà ơi. Thoải mái lắm luôn nha. Con bé nhân viên 70kg nó mặc vừa nè. Túi sâu lắm luôn. Hàng này là hàng sốt nha. Màu đen với màu nu hai màu. Đen với nu hai màu 85.000. Ai lấy bộ đang bận thì chốt lên giùm em. Rồi tương tác chấm bài lên giùm em mấy chế. Rồi lên bộ. Mấy chế có muốn lên bộ dài nữa không? Đây là bộ đùi thì để bên này đi. Đùi còn mấy bộ đây. Ai lấy lập thể đùi Nguyễn Tuyết 680 lập thể vàng này. Chị Nguyễn Tuyết bộ đùi phải không chị ơi? Nguyễn Tuyết 680 là ở Thủ Đức đây. Chị Nguyễn Tuyết nè. Đúng rồi. Hệ thống bị lỗi nhiều lắm luôn. Anh gọi hệ thống anh nói là sao. Có dài luôn nha. Dài có lập thể. Hai giây đợi xíu tình yêu ơi. Đợi mi xíu chứ đâu có thể nào lên như là một cái máy được. Rồi mấy chế có muốn lên bộ em bận chị Nguyễn Tuyết luôn ok chế nè. Rồi hết bộ đang bận luôn. Bộ đang bận còn màu nu nữa ha. Ai lấy bộ đang bận màu nu, chút đang bận màu nu lên giùm em. Rồi dài đây. Đem lột bộ đang bận ra luôn đây. Cho chị Nguyễn Tuyết. Sao cái hệ thống nó chậm lắm. Không tải bình luận được. Máy nào nó quay nhỉ? Máy nè, máy em nè, anh chụp máy này lại nó là nó có nó báo lỗi như vậy nè. Anh phát vào Zalo của em á, anh làm cho nó nhanh. Cái thằng này nó đang tiếp em á. Quận 12, chị Võ Thị Ngọc Bé, quận 12. Là lấy bộ nào vậy chế ơi? Võ Thị Ngọc Bé nè. Em thấy được thông tin của chị Nguyễn Tuyết chưa? Bộ em đang bận đấy mấy chế ơi. Bộ dài là 95.000 ha.
Em bao cho mấy chị 65kg mặc thoải mái giùm em ha cả nhà ơi. Nhìn cái bảng lưng quần nè mấy chị ơi, may siêu đẹp luôn, túi sâu luôn ha. Đây, bộ dài là 95.000. Dài có bộ đen em nè, bộ đen hết rồi tình yêu ơi. Bộ đen hết rồi nha. Bộ lập lập thể vàng, bò sữa hồng. Chị Lê Đình Phương Thảo là mình chốt chưa? Là hết luôn rồi. Bò sữa hồng hết rồi nha. Nhưng mà chị lấy bộ dài này. Nè, đùi con nè. Nhưng mà chị Lê Đình Phương Thảo là chị lấy bộ đùi hay bộ dài vậy chế ơi? Chị là lấy bộ dài hay bộ đùi, chị phải bình luận đúng mẫu lên cho em mới biết được em chốt hàng nhé. Chứ chị không bình luận đúng mẫu em không chốt hàng được. Không có tay dài nha tụi ơi, không có tay dài đâu hả. Rồi bộ đang bận là lập thể dài ha. Bộ dài có màu gì chị? Bộ dài có đủ màu. Dài này có 4 màu. Lập thể màu xanh. Mai sô cô la, không có chốt đơn đâu ha. Lấy ra đi em. Dài nha em, chị Lê Đình Phương Thảo bộ bò sữa, dài em chỉ có bò sữa. Lấy cho bả bộ lập thể vàng dài nè. Lập thể vàng dài cho bả nè. Cái này là dài. Đúng rồi. Lê Đình Phương Thảo nè. Bộ đang bận 95.000. Triệu Huyền bộ cho chị thêm một màu xanh lập thể đùi. Lập thể đùi xanh cho chị Triệu Huyền. Cái này là dài. Nè đùi còn bộ cuối cùng nè. Chị Triệu Huyền nè. Bò sữa đùi đen hết rồi. Bò sữa đùi hết màu đen. Bộ đang bận 95.000. Chị Lê Đình Phương Thảo ơi chị, bộ bò sữa hồng là em chỉ còn đùi thôi, còn dài em còn màu đen với màu xanh nha. Mai sô-cô-la xả đơn không bán nữa. Mới mua có một khách lần đầu tiên mà chuyển lên, đổi lên đổi xuống. Rồi cái này là chốt cho em là bộ dài là 95.000, đùi là 85.000. Lê Đình Phương Thảo dài đen cũng được ok nè, 95.000 nè. Bộ dài là 95.000, bộ đùi là 85.000 nha mấy chứ. Để ý giùm em ha. Bò đen cho Lê Thị Huyền Trang hồi qua có đơn không em? Lê Thị Huyền Trang bò đen nè. Rồi bò xanh với bò đen 95.000 dài nha. Dài là 95.000 một bộ. Rồi ai lấy dài đen chút, dài đen. Dài xanh. Đen dài cho Huyền Trang rồi. Này, bò sữa đen dài và bò sữa xanh dài 95.000 một bộ. Một bộ 95.000 nha mấy bạn. Bộ đen dài cho chị Trần Thùy. Trần Thùy ở đâu vậy? Trần Thùy quận 8 nè. Bộ đùi hồng cho Phụng Võ. Ok, Phụng Võ nè. Phụng Võ bộ đùi hồng 85 nè. Thanh Thủy chưa đi nha Thanh Thủy ơi, tại vì hôm nay like thêm mới đi đơn nha. Xuyên Nguyễn lập thể đùi hồng. Lên số điện thoại giùm em cho Xuyên Nguyễn ơi. Lập thể đùi hồng cho Xuyên Nguyễn nè. Đùi hồng cho Xuyên Nguyễn, lên số điện thoại. Lấy bò đen đùi đi ạ. Hết bò đen đùi rồi. Tâm Nhiên lên địa chỉ giùm em nha. Đen dài cho Trương Linh nè em. Trương Linh đen dài nè, 95.000. Đây, đùi hồng còn không em? Đùi hồng em hết mất tiêu rồi, phải không? Dạ em hết đùi hồng rồi chị đợi. Đùi bò sữa hồng em hết rồi. Đùi em chỉ còn lập thể thôi. Bò xanh cho chị Nguyễn Tuyết, ok chế nè, 95.000. Rồi ai lấy bò đen chút bò đen, bò xanh chút bò xanh đi giùm em, đùi hồng cho em nữa. Chị Công Danh em chưa có chốt hàng cho chị đâu ha. Vậy là bà Mai Sô-cô-la là bây giờ lấy cái mẫu nào bình luận lại nha. Chưa có chốt cho bà đâu ha. Chị lấy cái bộ này dài á chị. Ai? Mai Sô-cô-la là bây giờ bò đen với bộ đang mặc cho Lan Ngọc Phụng lên địa chỉ giùm em ha. Lan Ngọc Phụng lên địa chỉ giùm em. Do cả mạng. Do mạng chứ phải là do. Đấy, bây giờ nó lên đó. Tâm Nhiên bò đen cho chị Đào Nguyễn. Chị Đào Nguyễn, Đào Nguyễn ở Bình Định, phải chuyển khoản cho em được không chế ơi? Lan Ngọc Phùng là ở Hóc Môn. Ok, Lan Ngọc Phùng nè.
chưa? Em bò đen cho Lan Ngọc Phùng này, với bộ đang bận cho Lan Ngọc Phùng 95.000 nè. Chị Xuyên Nguyễn có thông tin rồi nè em. Xuyên Nguyễn là hồi là tặng là Xuyên Ly Đa. Hồi nãy giờ em không thấy thông tin hả? Xuyên Nguyễn bây giờ đổi địa chỉ đi Tân Phú phải không? Bộ đang bận 95.000. Chị công danh lên cái địa chỉ giùm em đi chị công danh ơi. Công danh lên địa chỉ giùm em, bộ đang bận là 95.000, em có bộ đùi nữa ha. Võ Thị Ngọc Bé vẫn chưa có đơn nào đâu chị. Phương Anh bộ đang bận nè. Bộ đang bận cho Mai Sô Cô La nè. Mai Sô Cô La ở Vũng Tàu chuyển khoản nè. Rồi, bộ đang bận cho ai? Bộ đang bận dài cho Thanh Nhàn Nguyễn ở đâu vậy tình yêu? Em thấy thông tin của Thanh Nhàn Nguyễn không? Trời ơi. Thật sự luôn á, mình bây giờ mình bị ỷ vào cái hệ thống quá. Đang bận cho chị Nguyễn Tuyết nữa nè em. Nguyễn Tuyết nè. Rồi đang bận em còn hai bộ nữa. Bò xanh nè. Đang bận nè. Em có màu màu cam với màu hồng nữa ha. Không có bộ tay dài nha chị ơi. Phương Anh bộ đang bận nè em. Phương Anh chuyển khoản cho chị nha em. Phương Anh ơi, Phương Anh chuyển khoản cho chị được không em? Thanh Nhàn Nguyễn ở thành phố lên địa chỉ giùm em nha. Bộ đang bận có đùi luôn. Thanh Nhàn Nguyễn bộ đang bận dài cho Thanh Nhàn Nguyễn lên địa chỉ giùm em nha. Thanh Nhàn Nguyễn lên địa chỉ giùm em. Bộ đang bận có đùi luôn. Đợi em xíu. Đùi là 85.000, dài 95.000 đó mới chứ. Còn bò sữa không chị? Bò sữa còn. Phương Anh có rồi, Phương Anh ok chuyển khoản giùm chế nha. Bò sữa còn màu xanh. Bò sữa còn màu xanh nha. Lan Ngọc Phương quận 12 ok em yêu. Ok em. Lan Ngọc Phụng là có thông tin rồi phải không em? Ok ok rồi đây. Dài bò sữa còn bò sữa màu xanh nè. Bò sữa xanh dài. Phương Anh chưa có báo chuyển khoản nè. Xanh dài nè. Chỗ em ship được nhưng mà Sài Gòn hiện tại không có đi được các em. Rồi lập thể cam. Cam dài. Ai lấy lập thể cam dài, chốt lập thể cam dài lên giùm em ha. Ok chị lên số điện thoại giùm em nha chị Thanh Nhàn Nguyễn ơi. Thanh lên số điện thoại giùm em nha Thanh Nhàn Nguyễn. Đây lập thể cam 95.000 bộ. Bộ này mấy chị mặc thoải mái giùm em nói chất vải nè mấy chị ơi. Nè, nhìn giùm em cái chất vải nha. May rất là đẹp tay nè, thoải mái cho mấy chế luôn ha. Đó. Form siêu dễ thương luôn. 65kg em bao cho mấy chị mặc vừa ha. Form này mấy chị ơi, may rất là đẹp luôn. Đang bận là em có màu xanh, màu cam, màu vàng. Cam dài cho chị Nguyễn Tuyết nè. Nguyễn Tuyết, chị Nguyễn Tuyết, cam dài nè. Em không có vô được hệ thống luôn á. Nó là lỗi Facebook. Bộ đùi bò sữa em hết rồi. Thảo Phan lên địa chỉ giùm em nha chị Thảo Phan ơi. Thảo Phan lên địa chỉ giùm em nha. Đây. Bộ em đang bận là 95.000. Là em có màu vàng nè. Màu vàng, màu cam. Màu đang bận là màu xanh. Màu vàng, màu cam, màu vàng đây. Màu cam đây. Màu xanh và màu hồng, 4 màu. Rồi chấm bài lên giùm em mấy chị. Chị nào lấy bộ dài thì chốt bộ dài lên giùm em để em qua hàng khác ha. Đây. Ha? Anh nói gì? Tâm Nhiên lên địa chỉ đi Tâm Nhiên ơi. Tâm Nhiên lên địa chỉ giùm nha Tâm Nhiên. Cái quần màu vàng nó mất tiêu rồi. Đây cái quần vàng đây. Đây. 95 bộ dài. Đùi là 85.000 nè. Cho mấy chế xem đùi, đùi là như thế này ha. Cái áo cũng giống như áo của em bận mà cái đùi thôi ha, quần đùi thôi ha. Đắk Lắk hiện tại không có ship hàng đâu chị ơi. Đắk Lắk chuyển khoản cho em mới chốt đơn được ha. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. Ai?
Rồi anh. Ở Bình Tân cho chị Anh Thư đặng cam với vàng dài. Cam nè. Với vàng dài cho chị Anh Thư đăng. Cam dài với vàng dài 95.000 một bộ. Dài. Cái này có một bộ đùi bên này. Vàng dài này cho chị Anh Thư đăng nè. Lên cái số điện thoại giùm em nha chị Anh ơi, chị Anh Thư Đăng ơi. Anh Thư Đăng lên số điện thoại giùm em nha. Màu vàng. Cái quần dài vàng nó mất tiêu rồi em. Cái áo nè. Cái quần đâu? Cái quần vàng. Cái này là cái quần đùi. Cứ lấy cái áo. Đấy. Đâu? Cái này quần đùi. Chị mới cầm đấy mà. Cái này là quần cam nè. Cái gì vậy? Hả? Khoa hết cả mắt luôn á trời. Chị Đào Nguyễn chuyển khoản cho em được không chị ơi? Bộ lập thể hồng dài. Nhưng mà bà Phương Anh bà có chuyển khoản được đâu. Bỏ vào bộ hết đi nè. Mà kiếm cái quần. Lục 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 mà mất mẹ cái quần. Có quần đùi luôn nha. Có quần đùi luôn. Chắc chắn nó bị lộ ở đâu thôi nè. Có quần màu vàng. Chị Đào Nguyễn nè. Anh chỉ cho chuyển khoản chưa? Bến Tre chuyển khoản cho em mới ship nha. Ủa có khi nào hồi nãy lộ cái quần nào không? An Giang. Chị Nguyễn Thị Thì Dung ơi, chị chuyển khoản cho em được không chị? Khổ ghê. Lên cái bộ dây đi mấy chị. Lên bộ dây tí đi. Bán sao được rồi. Rất là chậm luôn. Bận 95.000. Đang bận là 95.000 nha chế ơi. Trời ơi lâu lắm rồi mới thấy chị Alisa Beauty. Chuyển bao nhiêu cũng được nè. Chuyển 100, 200 cũng được. Đang bận là 95.000 bộ. Hôm nay thấy rối không mấy chị? Thiệt sự luôn. Em bán mà em thấy rối kinh khủng luôn. Rồi, bộ lụa đùi này em bán cho mấy chị giá yêu thương mùa dịch. Một bộ là 59.000 hả? Một bộ là 59.000. 59.000 là em quy cho 59.000 cho đẹp hơn nha mấy chị. Chứ em bán là em tính là giá 60.000 hả? Đây. Rồi ai lấy bộ 59 chút 59 lên giùm em hả? Đây, phối là phối ren form này 60kg nó lại bằng vừa cho em nha cả nhà. Bộ đang bận mấy màu, bộ đang bận có 3 màu nha chị ơi, 4 màu luôn. Anh cái điện thoại anh cái máy quạt để vào đây tí cho nó đỡ bay đồ. Đây. Bộ lụa đùi 59.000 một bộ. Mấy chị nhìn giùm em cái form ha. Túi nè. Đó. Form quần nè mấy chị ơi, 60kg bằng thoải mái giùm em ha. Rồi chốt cho em là hoa màu đỏ. Hoa đỏ, hoa vàng, hoa xanh,
hoa cam, hoa tím 60.000 bộ. Rồi chị là lấy chốt đơn giùm em ha. Một bộ là 60.000 ạ. Rồi ai lấy chốt đơn lên giùm em ha. 60.000 bộ. Nè mấy chị nhìn cái form nè. Bộ đang bận là quần dài chị ơi. Bộ này đẹp mà Nhã Duy ơi. Cái lô này đẹp lắm luôn. Nè. Form nè mấy chế ơi. Xuất sắc luôn. Cam cho Thanh Trúc nè. Thanh Trúc này hồi nãy có đơn cho em ha. Ai? Hoa tím với chị Trần Thùy 60.000. Triệu Huyền một bộ hoa đỏ 60. Hoa màu đỏ, hoa màu tím, hoa vàng. Thanh Trúc ơi, Thanh Trúc là ở quận 7 nè. Thanh Trúc lấy hoa cam phải không Thanh Trúc ơi? Thanh Trúc lấy hoa cam ok dùng chế nha. Thanh Trúc lấy hoa cam ok dùng chế nha. Thanh Trúc nè, ok nha. Là lấy hoa cam phải không em ơi? Hoa màu đỏ, hoa đỏ cho Mai Sô-cô-la nè. 59 là em tính lên 60 nha cả nhà. Hoa xanh. Tương tác chấm bài lên giùm em với chị. Tương tác chấm bài lên giùm em với. Nè, cả nhà. Hoa xanh. Nè form này cả nhà ơi, 60kg bận thoải mái giùm em ha. Chất này là chất lụa mặc cực kỳ mát luôn. Chất lụa chứ không phải là chất KT nha mấy chị. Mấy chị mua bộ lụa bên đây là mấy chị biết rồi ha. Đây tình yêu nào lấy thì chốt đơn giùm em nha. Hoa này là em bán 60.000 bộ nè. Hoa chút mã hoa lên giùm em. Hoa màu xanh, hoa màu đỏ, hoa đỏ. Lụa Latin không có em ơi. Hoa màu tím, hoa tím lập thể hồng phía sau. Từ từ đợi xíu đi em ơi. Hoa màu vàng 60.000. rồi tự nhiên là lấy thì chốt giùm em ha. Trời ơi dễ thương chưa. Bộ này mấy chị mặc mùa này là bao dễ thương luôn ha. Cái này là chất lụa nha cả nhà. Đó có phối ren luôn. Rồi ai lấy chốt lên giùm em lập thể tranh dài cho Trần Thu Thủy lên thông tin nha. Má cái hệ thống điên thiệt luôn á trời. Cái máy quạt quay qua đây tí nha. Bên nó quay qua đó quá. Nhà Bè có ship được không trời? Em nói là Củ Chi với Cần Giờ không ship được thì Nhà Bè vẫn ship được ha. Hôm qua nó chị báo chị là Cẩn Trư Củ Chi với nhà Cần Kiều Nguyễn là ở Nhà Bè nè. Là hoa đỏ là lấy hai bộ đi Kiều Nguyễn ơi. Có một bộ gửi chưa? Nhà Bè tốn tiền ship nha. Hoa đỏ hết rồi nè. Hoa đỏ cho Kiều Nguyễn nè. Hoa xanh cho Nguyễn Ngô Như Thảo nè. 60.000. Hoa xanh cho Nguyễn Ngô Như Thảo nè. Anh có vào hệ thống được không? Hoa đỏ cho Hoài Thanh lên địa chỉ giùm em nha. Hoa vàng cho Hoài Thanh. Nhưng mà đâu có thấy được thông tin đâu mà kết bạn làm cái gì. Không thấy được thông tin địa chỉ. Em có thấy được Hoài Thanh thông tin đâu. Không có vô được thông tin luôn. Đây chị nào lấy thì chốt lên giùm em ha. Bộ có 60.000 mấy chị mua 2-3 màu về bận cho nó dễ thương. Đây Hoài Thanh chưa có thông tin. Phụng My ở Đồng Nai. Phụng My Đồng Nai chưa nhận, chưa chốt đơn được. Trần Thu Thủy ở Bình Dương cũng không gửi hàng được nha. Bộ đang bận có đùi luôn. Bộ đang bận có đùi luôn ha. Bộ đang bận đây 95.000. Ừ thiệt luôn á. Dài 95.000 và đùi là 85.000 nha mấy chị ơi. Anh ngồi ngoài còn thấy rối rồi, người bán nó mới rối hơn nữa. Ở đó không phụ em mà đi bò lên nhà hả anh. Khách tỉnh với chị chuyển khoản cho em, cọc cho em để em mới chốt hàng ha. Khách tỉnh với chị chuyển khoản cọc cho em mới chốt hàng được.
Đây. Ở bộ đang bận nè. Màu có dài có đùi luôn. Dài là 95.000, đùi là 85.000. Dài 95, đùi 85.000. Em có màu xanh, màu vàng, màu cam với màu hồng, 4 màu. Khổ ghê luôn, má ơi, bán hàng hiệu quả dữ trời. Hoài Thanh ở Vũng Tàu, phải chuyển khoản cho em mới chốt được chị ơi. Phải chuyển khoản cho em mới chốt đơn được ha. Rồi chế ra lấy thì chốt đơn giùm em ha. Bộ đang bận là lập thể cánh dơi. Trần Thùy lập thể vàng là bộ đùi phải không chị? Đùi lập thể vàng cho chị Trần Thùy nè. Là chị Trần Thùy nè. Lập thể đùi vàng nè. 85.000. Lập thể đùi vàng. Vậy là cái bộ vàng hồi nãy là cái nãy là có cái áo không có cái quần ha em. Vậy là cái quần đùi rồi. Lấy đưa cho chị lấy ra. Chị nói chị chưa đầy đủ thông tin phải không? Vậy hả? Để đi lát nữa xin. Cọc chuyển khoản vào cho em luôn đi chị ơi, cọc 100.000 cho em đi rồi em sẽ chốt đơn thôi chị. Rồi lập thể đùi hồng. Bán mà nó rối kinh hồn luôn á trời, thiệt luôn á. Chị Trần Thùy ba hơn 3 bộ chứ sao 3 bộ ta? Ok chị khách quen không cần thử, không cần chuyển khoản đâu chị ơi. Chị Trần Thùy ở Bình ở quận 8. Không cần chuyển khoản đâu chị. Song Ngư lên địa chỉ nha, Song Ngư ơi. Song Ngư lên địa chỉ. Rồi ai lấy lập thể, chốt lập thể đến giùm em. Lập thể hồng, đùi. Lập thể cam, đùi. Và lập thể xanh đùi còn một bộ. Lập thể xanh đùi còn một bộ. Cái này đùi hay già. Mấy bộ hoa là ngắn đó chị ơi. Mấy bộ hoa em có bộ lửng nữa, lát nữa em lên lửng sau ha. Rồi xanh đùi đây. Ai lấy xanh đùi chốt lập thể xanh đùi lên giùm em. 85.000. Nè, form nè mấy chế ơi. Có viền quần luôn ha. Form có quần có túi đàng hoàng cho mấy chế luôn. Form này 70kg bận vừa ha. 65-70kg bận thoải mái giùm em ha. Chất lụa men gồ siêu đẹp luôn. Rồi. Ai lấy thì chốt lên giùm em ha. Bộ đang bận là quần dài. Đang bận là quần dài. Rồi lên cái bộ vịt. Minh lên địa chỉ nha Minh ơi. Minh lên cái địa chỉ. Đây. À, bộ dài vịt. Bộ vịt dài, chốt cho em là vịt xanh. Vịt xanh dài và vịt hồng dài 95.000 bộ. Vịt xanh dài và vịt hồng dài. Cái này là form cánh dơi hết nha mấy bà ơi. Form cánh dơi hai túi đằng trước luôn ha. Form này form pyjama siêu đẹp luôn. Đó. Rồi chế là lấy chốt lên giùm em ha. Vịt xanh với vịt hồng. Bộ 95.000. Tiên Ly hôm qua có đơn rồi phong em. Tiên Ly là ở đâu vậy ha? Tiên Ly ở Trà Vinh, phải chuyển khoản cho chị. Chị Lê Na chưa có thông tin phải không? Chị Lê Na chưa có thông tin, em chưa chốt chị ơi. Tiên Ly chốt chuyển khoản nè, ok, lập thể đùi hồng cái Tiên Ly nè, 85.000 bộ nè. Song Ngư là ở Bình Chánh, Song Ngư chốt bộ gì rồi em? Song Ngư lên số điện thoại nha. Song Ngư lên số điện thoại luôn. Lấy cái gì vậy? Khổ ghê. Hoa xanh hả?
ở Tân Phú cho Minh lập thể xanh đùi nè. Minh lập thể xanh đùi nè. Bên em chưa thấy không? Minh nè. Chị gì ở đâu nè? Chị Ngân Giang là ở Bầu Sen, Ba là ở đâu vậy chị ơi? Bộ đùi còn. Ngân Giang là ở đâu vậy chị ơi? Song Ngư sao chị hết thấy mất tiêu rồi. Công danh chuyển khoản mới chốt đơn nha chị. Tiên Ly hôm qua chưa có đơn phải không em? Tiên Ly hôm qua chưa có đơn. Rồi ai lấy chốt lên giùm em hả? Vịt hồng với là vịt xanh hai màu, 95.000 một bộ. Cái này là hàng lụa mango tay cánh dơ nha mấy chị. Chị nhớ hôm qua Tiên Ly chốt đơn mà ta, có không? Tiên Tiên mới có đơn đúng rồi. Tiên Ly hôm qua chưa có đơn em ơi. Tiên mới có đơn. Rồi cái này chốt cho em là vịt xanh. Xong em chuyển được không chị? Em chuyển Song Ngư là lấy bộ hai xanh phải không? Lấy một bộ sao chốt. Rồi ai lấy vịt xanh chốt vịt xanh. Vịt hồng chốt vịt hồng lên giùm em ha. Vịt xanh với vịt hồng hai màu. Rồi lên cái bộ hoa 60.000. Vũng Tàu xanh dài cho Hiền Nguyễn. Chị Hiền Nguyễn ở đâu vậy? Lập thể đùi hồng cho Alisa BT nè. Chị Hiền Nguyễn nè. Lena ở Ni Sư Hình Liên. Xanh dài cho chị Hiền Nguyễn nè. Xanh vịt dài cho chị Hiền Nguyễn ở Bình Hạnh nè. 95.000. Cái bộ đó là 85.000. Vịt xanh cho Trúc Sinh nè. 95.000. Trúc Sinh vịt xanh nè. Lena là ở Ni Sư Hình Liên. Lena lấy cái gì? Lena mất tiêu rồi. Lena lập thể đùi hồng cho Lena. Lập thể đùi hồng hết rồi. 85.000. Lena nhớ chọn thêm nha Lena ơi. Minh có thông tin chưa? Minh đầy đủ thông tin rồi con. Rồi lên cái bộ hoa 60 lại nha mấy chị. Bộ hoa 60 lại. Rồi chốt cho em hoa đen. Công danh bờ chốt lại nha. Công danh ơi, công danh vẫn chưa có bộ nào đâu nha. Công danh chưa chốt đơn phải không? Công danh chốt lại giùm nha. Quần dài đang bận nè tình yêu. Quần dài đang bận nè. Quần dài là bộ đang bận á. Rồi hoa đen 60. Chị là lấy hoa đen 60. Chốt hoa đen 60 giùm em ha. Cái này chất lụa siêu đẹp luôn. Hoa màu đen. Hoa đen nè. À, hoa màu xanh nè. Công danh lập thể đùi hồng. Hết mất tiêu lập thể đùi hồng rồi gái ơi. Còn lập thể đùi cam thôi nha. Vịt xanh dài cho chị Hiền Nguyễn rồi nha chế ơi. Rồi hoa đen cho Nhã Di nè. 60.000 bộ. Hoa đen nè. Hoa nu nè. Hoa xanh nè. Hoa vàng, hoa cam, hoa tím. Hoa xanh cho Di nè. Hoa tím nè, hoa vàng nè, hoa cam nè, hoa nu, hoa xanh, hoa đen. Đây, hoa xanh đây. 60. Này là bán mùa dịch đó mấy chứ ơi. Mỹ Nga. Kiều Nguyễn là sao? Nhìn nè. Lena quen mà. Chị mới đâu có biết đâu. Mỹ không có biết. Cam vàng hoa cho Di. Di vàng cam nè. Rồi ai lấy hoa chốt hoa đen cho chị Diệu Tina. Chị Diệu Tina là chị quen phải không em ha? Chị Diệu Tina là hoa đen rồi. Hết hoa đen nè. 60.000 bộ. 60.000. Bộ cánh dơi. Shop ở đâu vậy? À, ở Sài Gòn nha chị ơi. Bộ cánh dơi chị còn mấy mẫu đó thôi em yêu ơi. Hoa nu này dễ thương chưa? Form này 60kg mặc thoải mái giùm em nha cả nhà. Cái này là chất hàng chất lụa đó, đẹp lắm. Vịt xanh dài, ok, Hiền Nguyễn một bộ vịt xanh dài thôi. Hoa nu cho chị Diệu Tina, ok chế nè. Bộ lập thể đùi là chỉ còn lập thể màu cam với màu vàng thôi. Hoa nu cho Minh Trang, Võ Thị hôm qua có đơn chưa em? Minh Trang, Võ Thị, Hoa nu.
Trời, coi hoa đen cho chị Hiền. Em hết hoa đen rồi chứ ơi. Em hết hoa đen rồi nha. Em còn hoa đỏ nữa nè. Bộ đen vẫn 95.000. Bộ vịt xanh nè em. Bộ vịt xanh đã mất tiêu rồi. Vịt xanh đây 95.000. Còn có tay quần đùi. Còn hàng cánh dơi. Còn hàng cánh dơi. Còn cánh dơi mẫu khác nữa nha. Còn cánh dơi mẫu khác nữa. Đây, đó. Rồi tình yêu là lấy vịt xanh, chốt vịt xanh. Minh Minh là hai bộ, từ từ đổi xíu hoa xanh ngắn cho chị. Cho chị Hiền Nguyễn nè. Hoa đỏ cho Di nè. Hoa đỏ cho Di. Rồi có hoa xanh lam nữa. Có hoa xanh lam nữa nè, 60.000 một bộ thôi. Đó. Rồi ai lấy hoa lam, chốt hoa lam đi giùm em hả? Tay là tay cánh tiên. Nó phối ren đằng trước với phối ren đằng sau luôn. Phong này 60kg mà thoải mái giùm em. Lưng quần nè mấy chứ ơi. Đúng rồi, đi riêng đúng rồi. Không đâu có đi chung được đâu. Đó. Rồi ai lấy chú em là hoa lam nhé. Hoa xanh lam, hoa nu, hoa xanh, hoa tím, hoa màu cam với hoa màu vàng. Hoa cam với hoa vàng. Đây. Rồi tình yêu là lấy chốt đơn giùm em. 60.000 một bộ thôi. Bán cho mấy chị. Bông nu cho Kiều Nguyễn nè em. Kiều Nguyễn bông nu nữa nè. Rồi ai lấy màu cam chút cam giùm em ha. Chị nào lấy cam chút cam giùm em. 60.000. Tay là tay cánh tiên nha mấy chị. Tay cánh tiên siêu dễ thương luôn. Đó. Rồi ai lấy chốt đơn giùm em. Còn hoa màu cam nè. Hoa màu nu nè. Hoa nu. Hoa xanh lam. Hoa xanh lam. Hoa tím. Hoa tím, hoa vàng. Chấm bài đi giùm em mấy chị yêu ơi. Chấm bài đi giùm em chứ. Hoa tím đây. Hoa tím dễ thương lắm. Em biết chứ. Đó. Vịt xanh cho cherry. Cherry ok em yêu nè. Hết vịt xanh nè. Có bộ nu giống bộ đen em xem với ạ. À, là bộ nào em ơi? À cái bộ nu á hả? Thêm hoa lam cho chị Diệu Tina nè. Lẫn có nha tình yêu ơi. Hoa lam cho chị Diệu Tina nè. 60. Hoa tím, hoa vàng. Ok chế yêu. Ok chế Diệu Tina là đủ 3 màu ạ. À. Bộ này mấy chị mặc mát lắm luôn. Hello chị yêu. Bên chị ổn không chị yêu ơi? Rồi hoa vàng 60. Ai lấy hoa vàng 60 chút hoa vàng 60. Hoa vàng nè. Hoa tím nè. Hoa lam nè. Hoa nu nè. Hoa cam. Rồi ai lấy chốt lên giùm em ha. Hoa xanh lam cho chị. Ok chị em chốt chị hoa xanh lam rồi nha chế ơi. Em chốt chế hoa xanh lam rồi. Tương tác chấm bài lên giùm em cả nhà. Toàn bộ em đang bận có chị nào lấy nữa không? Vàng cho Xuyên Nguyễn nãy có đơn rồi phải không em? Lam cho Huyền Nguyễn nè. Lam xanh lam cho Huyền Nguyễn. Hoa vàng cho chị Xuyên Nguyễn nè. Hoa nu có quần lỡ luôn. Hoa nu có quần lỡ luôn. Mà từ từ chưa lên lỡ đó nha. Lỡ mất công nó lộn xộn á. Lên mi lên đùi trước rồi xong lên lỡ sau. Rồi đùi là còn màu lam, màu tím, màu xanh, màu nu, màu cam, màu vàng. 60.000 một bộ. Tự nhiên là lấy thì chốt đơn lên giùm em ha. Mấy chị ơi thương em, chấm bài lên giùm em với cả nhà. Chấm bài chia sẻ lên giùm em với. Trời ơi em rầu ghê luôn. Đó, rồi hoa xanh đây. Chớ lấy hoa xanh, chốt hoa xanh giùm em ha. Hoa xanh đùi 60.000. Phong này mấy chị mặc mát lắm luôn ha. Mặc siêu mát luôn. Xanh ngọc, à, xanh này là xanh coban nè. Xanh coban, xanh lam, màu da, màu vàng, màu cam, màu tím. Còn bộ lập thể như em bận là chỉ màu màu dài thì em còn là dài màu xanh, dài hồng với lại màu cam, 3 màu. Còn lập thể đùi là em còn đùi cam thôi nhé. 85.000, dài là dài 95, đùi là 85.000. Dài 85, đùi 95. Đó, lập thể đùi màu cam là 85.000 một bộ. Tự nhiên là lấy thì chốt đơn giùm em. Lập thể đùi cam. Đói bụng hả con? Hoa xanh lam cho Hiền Nguyễn có rồi. Đói bụng hồi nay chưa ăn gì hả? Kêu bất triệu rồi. Con chân trứng ăn hả hay sao?
Ừ, uống sữa đi con thích làm gì con làm. Pha nước không? Lời chú chị gái chứ. Rồi dây. Bộ dây cũng 60. Cũng ổn ám mi mà rầu đủ thứ hết dạ. Thật sự luôn á, ai cũng rầu hết chị. Và tự nhiên cái không em không nghĩ là thế giới nó xảy ra cái chuyện này đâu chứ ơi. Thiệt em không ngờ là có chuyện này xảy ra với loài người luôn á. Thiệt luôn á. Không nghĩ chuyện này nó xảy ra với loài người của mình luôn á. Chưa bao giờ mà nghĩ tới luôn. Rồi bộ dây này cũng 60 luôn. Trời ơi má ơi, cái bộ dây này mặc cực kỳ mát luôn nha mấy chế ơi. Đây chị nào hỏi dây đâu. 60.000, có phối ren luôn nha cả nhà. Mặc dễ thương chưa? Đó. Rồi bộ dây chốt cho em là dây đỏ, dây sọc đỏ 60 nè. Bộ này thì mấy chị 65kg mà cũng thoải mái giùm em ha. Áo nè mấy chị ơi, mặc siêu dễ thương luôn. 60.000. Nè form nè cả nhà. Cái quần nè nó có phối ren luôn ha. Trên áo nó cũng có phối ren 60. Rồi dây màu đỏ nè. Dây đỏ, dây xanh, dây vàng, dây hồng 4 màu 60. Rồi chị nào lấy dây thì bộ dây thì chốt bộ dây lên giùm em ha. 60.000 một bộ. Dây màu đỏ, dây màu xanh, dây màu hồng với dây màu vàng 4 màu. Đây mấy chế ơi. Rồi chấm bài lên giùm em với cả nhà. Trời ơi dễ thương chưa. Bộ này bình thường hồi xưa em lấy sỉ đó 55.000 một bộ rồi mấy chị. Mà dịch này người ta không có bán hàng được nên người ta bỏ rẻ cho em bán dây sọc đỏ cho Lê Đình Phương Thảo 60.000. Rồi chấm bài lên giùm em ha. Dây sọc đỏ, dây xanh hồng vàng cho Nhã Di. Xanh hồng vàng cho Nhã Di. Rồi ai lấy bộ dây thì chốt dây lên giùm em ha. Màu hồng nè mấy chị, màu hồng, màu đỏ. Rồi em rút màu xanh nữa nè. Màu xanh, màu vàng 4 màu. 60.000 một bộ thôi mấy chị yêu ơi. Đây, đó. Rồi chế là lấy chốt đơn giùm em ha. Phong này mấy chị mặc là bao dễ thương luôn. Cái chất vải đẹp lắm luôn nha cả nhà. Chất vải này là có co giãn nhẹ luôn. Mặc cực kỳ dễ thương. Đó. Rồi tình yêu là lấy thì chốt đơn giùm em ha. Dây màu xanh, màu đỏ, màu hồng với màu vàng 4 màu 60.000. Chấm bài lên giùm dây hồng cho chị Diễm Ngọc. Diễm Ngọc là ở đâu hả? Diễm Ngọc chuyển khoản giùm em được không chế ơi? Chuyển khoản em giữ hàng ha. Tuyết Hạnh lên địa chỉ giùm em ha. Tuyết Hạnh lên địa chỉ giùm em. Thêm bộ lập thể xanh đùi. Thành Phi Yến lập thể xanh đùi chế hết rồi em ơi. Chế còn lập thể đùi với còn màu cam với lại màu, còn mỗi màu cam thôi em ơi. Lập thể đùi em chỉ còn màu cam thôi. Hết màu xanh rồi. Màu cam dễ thương mà. Màu cam này mặt sáng lắm luôn. Tuyết Hạnh chuyển khoản em mới chốt đơn ha. Đây. Lập thể cam 85.000. Bộ dây là còn dây xanh, dây đỏ, dây hồng. Ok Diễm Ngọc nè. Diễm Ngọc là lấy dây hồng nè Diễm Ngọc nè. Dây hồng cho Diễm Ngọc. Còn đùi có tay không chị? Đây bây giờ chị bán cái đùi này nè. Em ơi tại vì là hiện tại là Sài Gòn không có đi đơn được á em. Sài Gòn không có gửi hàng được nên là chị mới kêu chuyển khoản. Chị giữ hàng cho em. Ha. Ờ Diễm Ngọc là chủ khoản. Cành Phi Yến là Cành Phi Yến là lấy bộ đó phải không em? Cành Phi Yến là lấy bộ lập thể còn lại phải không em ơi?
lấy thì ok dùng chị nha, đúng thì ok dùng chị ha. Rồi bộ cánh dơi này em nhập giá rẻ, người ta cái này là người ta gửi em bán nha mấy chị, cái này người ta gửi em bán à, nên là em bán rẻ cho cả nhà. Bộ này là 70. Sài Gòn không đi đơn được nhưng mà ở tỉnh không đi rồi được, thì ý là chị đó chị ở tỉnh mà chị nói chị không có bị rồi ấy. Rồi cái này là em bán cho mấy chị cánh dơi này 70 ha, cơ chốt cho em là Mickey 70. Mickey 70 ngàn. Rồi má ơi cái bộ này 70 ngàn, siêu đẹp luôn. Rồi ai lấy Mickey 70, chốt Mickey 70 lên giùm em ha. Form là form cánh dơi, form to 70kg bận vừa luôn nha mấy chị. Nè, dễ thương chưa? Ê, cái túi này nó chưa có cắt ra hết nè. Không có áo dây mút ngực em ơi, không có kiểu có mút ngực, nó chỉ có hàng vậy thôi à. Hiện tại dịch là chị kiếm hàng khó lắm luôn. Rồi ai lấy bộ Mickey 70, chốt Mickey 70 đi giùm em ha. Form này mới chết Mickey 70 cho công danh nè. Công danh lát nó chuyển khoản phải không? Công danh lát nó chuyển khoản phải không tình yêu ơi? Mickey cho Nhã Di nè, 70 ngàn đi, 70 giùm chị ha. Cái này là lụa mango luôn nha mấy chứ, siêu đẹp luôn. Nhưng mà vì là cái này là người ta gửi Minh Minh, Mickey 70 cho Minh Minh nè, người ta gửi em á, nên là em bán rẻ cho mấy chị, hàng mới luôn ha. Đồ đang bận còn nha chị ơi, đang bận là 95 ngàn một bộ. Em chấm công danh giùm chị ha. Rồi ai lấy cánh dơi 70, chốt cánh dơi 70 lên giùm em ha. Cánh dơi 70 ngàn. Quỳ lộn Mickey, Mickey, Mickey 70. Con nè mấy chị, 65-70kg mà thoải mái ha. Mickey 70 nè, tập đỏ 70 nè. Đây, đó. Trời ơi, má ơi cái form nè mấy chị ơi, mấy chế ra ngoài mua 130-140 một bộ ha. Rồi sọc đỏ đang bận 65kg đó lại vừa nha chứ ơi, đang bận 65kg đó lại bận vừa. Rồi ai lấy sọc đỏ, chốt sọc đỏ giùm em. Sọc đỏ 70 ngàn, sọc đỏ 70 ngàn. Form này là form cánh dơi hết luôn nha mấy chế, đó. Có hai túi luôn, nhưng mà cái túi này nó may, nó chưa có cắt ra hết là mấy chế, về mấy chế cắt cái túi đó giùm em ha. Rồi ai lấy sọc đỏ, chốt sọc đỏ giùm em. Sọc đỏ cho công danh nè, 70. Mickey sọc đỏ 70 ngàn. Form đã ha. Cánh dơi siêu đẹp luôn. Cái này là một nút, là một hàng nó có hai cái nút hết luôn nha cả nhà. Một hàng nó có hai cái nút hết luôn nè. Cái này nó chưa gà nút hết. Đây nè mấy chế. Đó. Rồi ai lấy chốt cho em là sọc đỏ ha. Phương Anh là sang đang bận với màu hồng cho bạn Phương Anh nè. Hồi nãy Phương Anh chưa chốt phải không? Nè cho Phương Anh hai bộ. Bộ mặt, bộ chị mặc nha. Duyên Vũ ở đâu vậy em ơi? Duyên Vũ em thấy không tin đâu. Bộ đang bận là 95. Duyên Vũ, Duyên Vũ ở Vũng Tàu. Duyên Vũ chuyển khoản cho chị nha em. Duyên Vũ chuyển khoản cho chế nha. Ok dùm chế nha Duyên Vũ ơi. Duyên Vũ là Nguyễn Vũ Linh Chi á. Duyên Vũ chuyển khoản cho chế nha em. Đang bận cho Lạc Phan lên địa chỉ giùm em ha. Rồi anh lấy sọc đỏ 70, chốt sọc đỏ 70 giùm em nè. Sọc đỏ 70. Sọc đỏ 70 cho Minh Minh rồi phải không? Minh Minh có sọc đỏ 70 luôn. Biết rồi, em chị biết em là bạn có Thủy rồi. Nhưng mà em chuyển khoản giùm chị giữ đơn cho em ha em. Bữa trước em có chuyển khoản cho chị mà Phương Anh chị chốt cho em hai bộ rồi nha Phương Anh ơi. Phương Anh chị chốt em hai bộ rồi nha. Bộ đang bận là 95 ngàn. Đang bận là 95 ngàn ha. Để em vô lại màu đang bận cho mấy chị xem nè. Có màu khác không chị? Màu gì nữa em? Cái màu gì nữa vậy? Đang bận nha. Đang bận là có màu xanh nè. Màu gì nữa đâu? Màu cam nè. Ok em. Là một bộ hay hai bộ? Một bộ hay hai bộ gì em ơi? Phương Anh nè. Cái một bộ hay hai bộ?
Đây cái này đang bận là đang bận màu xanh, màu cam, màu cam với lại màu gì ta, màu hồng, ba màu xanh cam hồng ba màu, 95.000. 80kg em không có sai nha chị ơi, 80kg em không có sai nha. Đây ai lấy bộ đang bận thì chốt đang bận lên giùm em ha, ba màu, màu xanh, màu cam, màu hồng, 95.000 một bộ. Phong này 65kg đó, lại mấy chị mặc thoải mái giùm em ha, có hai túi nè, siêu dễ thương luôn. Tương tác chấm bài lên giùm em với cả nhà ơi, ở nhà chơi không làm gì buồn, chấm bài lên giùm em đi. Đây nó có viền dưới quần luôn ha. Ủa chị Song Ngư là chị có đơn chưa? Như chị Song Ngư vẫn chưa có đơn ha. Hồi nãy chị Song Ngư là lấy bộ nào em cũng chưa chốt với chị Song Ngư ha. Chị Song Ngư bình luận lại giùm em với. Hôm qua bán bữa đồng nó còn khí thế, hôm nay bán sao nó rầu ghê. Còn bộ lụa đẹp lắm luôn mà không biết bây giờ sao đây. Bây giờ lên cái bộ lụa này đi. Cái cây lụa này đâu em ha. Cái này là xốp kia là hai bộ Phong Phương Anh ơi, hai bộ là hai bộ để xác nhận ok dùm chị luôn ha, hai bộ thì ok dùm chế nha. Đây bộ này em nói thiệt mấy chị là ok Phương Anh nè, siêu đẹp luôn ha. Đây nè cả nhà, pyjama lụa ha, pyjama quần dài em bán cho mấy chế 75.000 một bộ ha. Trời ơi, má ơi, cái bộ này 75.000, hồi xưa em nhập đã 75.000 rồi nha cả nhà. Form này mấy chị. Ok Phương Anh có đủ một hồng một xanh. 60kg đó lại bận vừa cho em. Rồi cái này chốt cho em là 75 màu đỏ nè. 75.000 màu đỏ. 75.000 màu nu. Cái chất lụa này em bao cho mấy chị chất vải lụa đẹp luôn. Đó, nhìn nè. 75.000 màu đỏ, cái này mà không có chị ấy ha. Chị gì nè, ủa cái này là sao em mũi hai cái vô vậy, đúng không? Chị lấy cái này màu nu, 75.000 màu đỏ, 75.000 màu nu. Đây đỏ nu xanh đen, rồi chế ra lấy chốt lên giùm em ha. Xanh đen, màu vàng, có màu vàng không ta? 75.000 một bộ. Cành phi yến, ok cành phi yến nè, lập thể cam đùi nè, nu cho nhã di nè, 75.000 một bộ. Bộ đang bận phải lụa mango em ơi, lụa mango màu nu có màu xanh ngọc nữa, màu xanh ngọc nè. Chị Lạc Phan cho lên địa chỉ cho em ha. Bộ này tầm khoảng 60kg thôi. Màu nu cho Trương Tuyền Vũng Tàu. Duyên Vũ. Cam với xanh. Ok Duyên Vũ. Duyên Vũ màu cam nữa nè. 95.000. Ok em. Sẽ inbox nha tình yêu ơi. Trương Tuyền màu nu. Tuyền 75.000 màu nu, lấy 2-3 bộ mặc cho mấy chế ơi. Rồi bộ này hồi xưa á, em nhập đã 70.000 bộ rồi, bán 95.000 bộ. Đó, xanh ngọc, đỏ cho chị Thanh Trang, màu đỏ cho Phương Anh. Hồi xưa bán cái hàng này là không có đủ chốt đó chứ ơi, mà bán 95.000 một bộ đó. Đỏ cho chị Phương, cho Phương Anh, đỏ cho Thanh Trang. Rồi, màu xanh ngọc, màu xanh đen, màu đỏ, màu nu. 75.000, rồi chốt màu giùm em ha. Nè mấy chế ơi, nhận bộ đồ này mà không đẹp, mấy chế đừng bao giờ mua hàng bên em nữa ha. Siêu đẹp luôn. Màu nu cho Hiền Nguyễn. 75kg là bộ 75.000 là 60kg đó là bận vừa nha chị ơi. Màu nu cho Hiền Nguyễn. Đỏ cho Phương Anh rồi. Rồi xanh ngọc, xanh đen. Nè, phong quần nè mấy chị, phong quần may cực kỳ đẹp luôn. Nu cho Nguyễn Thị Phương Hằng. Nu cho Nguyễn Thị Phương Hằng.
Rồi chốt lên giùm em ha. Xanh ngọc. Chứ là lấy xanh ngọc, chốt xanh ngọc giùm em nè. Xanh ngọc. Xanh đen đẹp lắm luôn. Em biết chứ. Xanh đen. Màu nu, màu đỏ. Đỏ cho nhẹ Di. Các thấy mẹ bình luận rồi. Chị bán lại rồi em ơi, chứ ở không buồn quá mà buồn ghê luôn. Đỏ Phương Anh có rồi Phương Anh ơi. Cam mới 6 lần 65 kg vừa nha chị ơi. Mày phải 665 kg. Thôi chắc không vừa đâu, 60 kg thôi. 60 kg thôi nha chị ơi, 65 kg mà không vừa đâu. Bộ em bận thì 65 kg bận vừa. Tại bộ em bận là form cánh dơi nên form to. Còn mà cái bộ này thì form này là form ôm nha, chứ không phải là form cánh dơi. Phương Anh có đỏ rồi. Rồi nu. Lưng quần nè mấy chị. Nhìn giùm em cái bản lưng quần nè, nó may rất là xịn sò luôn ha. Đen cho chị Ly Ly Nguyễn, đâu có màu đen đâu, màu xanh đen nha chứ ơi. Có màu xanh đen, không có màu đen nha. Xanh đen. Đen đỏ chị Xương Cao. Chị Xương Cao ở Quảng Nam chờ chuyển khoản cho em được không chị? 65kg mà không vừa đâu anh ơi. 65kg mà không có vừa. Xương Cao chuyển khoản cho em giữ đơn chị ha. Xương Cao chuyển khoản cho em giữ đơn nha. Rồi 75.000, rồi tình yêu là lấy chốt lên giùm em ha. Màu đỏ, màu xanh đen, màu nu, màu màu đỏ, màu xanh đen, màu nu với lại màu gì má? Màu xanh ngọc. Bộ đùi chị hết rồi em ơi. Bộ đùi chị cho còn mẫu cánh dơi thôi. Đùi chị còn mẫu cánh dơi thôi em ơi, bộ đang bận cho Trúc Sinh. 95.000. Rồi chị nào lấy đi chốt đơn giùm em ha. 75.000 màu đỏ. Tay dài đâu có bộ tay dài đâu. Đỏ nè. Màu nu nè. Xanh đen cho Lily Nguyễn rồi. Em ơi tỉnh hiện tại là không biết khi nào mới đi đơn được đó em ơi. Màu nu. Rồi chế là lấy nu, chốt nu lên giùm em. Nu. Màu xanh đen. Nu cho Thương Hoài. Thương Hoài Hóc Môn. Thương Hoài ơi, sức là Hóc Môn vẫn đi đơn bình thường nha Thương Hoài ơi. Hóc Môn vẫn đi đơn bình thường. Khách tỉnh chắc là em cũng không biết mà khi nào đi đơn được luôn á. Cũng quải ghê gớm luôn. Lỡ nhập hàng rồi bán thôi chứ. Hóc Môn vẫn đi đơn bình thường nên là không cần chuyển khoản đâu nha em. Mai shipper giao. Không phải ngày mai mà ngày... khi nào nó giao được thì nó giao thôi hiện tại. Ai muốn giữ đơn thì phải chuyển khoản cọc mình mới giữ đơn được nha. Rồi xanh đen nè. Xanh đen. Xanh ngọc. Xanh ngọc cho chị Nguyễn Thị Phương Hằng. 75.000 một bộ. Chị Xương Cao là lấy màu gì? Đen với đỏ. Đen với đỏ là xanh đen với đỏ hả? Chị Xương Cao cọc cho em nha chị Xương Cao ơi. Xương Cao cọc giùm em nha. Ok ok Thương Hoài. Xanh đen với đỏ cho chị Xương Cao. Xương Cao nữa ở Quảng Nam. Không phải đâu, là Sài Gòn không có đi đơn được á, chứ không phải là nói là chỗ mấy chị. Nếu mà ở tỉnh thì bình thường. Còn ở tỉnh thì mấy chị gửi hàng vào Sài Gòn vẫn bình thường. Em chuyển khoản nhiêu chuyển chút xin. 100-200 gì đó. Rồi ai lấy chốt lên giùm em ha. Hôm qua có bộ cánh dơi nữa đúng rồi. Hôm qua Thương Hoài có đơn. Rồi xanh ngọc nè. Lên lại một lần nữa ha. Xanh ngọc. Xanh đen. Ok chị. Xanh đen đây. Rồi màu nu. Ai lấy nu chút nu giùm em. Nu. Rồi đỏ em cũng đang tìm hiểu để em gửi hàng.
em cũng tìm hiểu để em gửi đơn đi cho nó khỏe, chứ em cũng không muốn mấy chị mà cọc làm cái gì cho mệt thiệt luôn. Khách quen của em muốn gửi hàng hết cho rồi. Rồi chớ nó lấy nữa không, không có đi đơn chung được nha tình yêu ơi. Hai nhà cách xa nhau với lại dịch là không có gửi hàng chung được, tất cả là bán riêng hết, không có đi chung được nha cả nhà. Nên cả nhà để ý giùm em ha. Rồi bộ này 60.000, bộ đùi này 60 nè. Hồi nãy ai hỏi bộ đùi đâu. Đùi 60. Đùi xanh 60.000. Lửng nó cũng giống y chang bộ này luôn, là nó lửng thôi nha. Đùi xanh 60. Đùi màu xanh lam 60.000. Đùi xanh lam 60.000. Đùi nu 60. Rồi chị này lấy bộ đùi, cái này là hàng lụa nha mấy chứ. Lụa đẹp lắm luôn ha. Nu nè, màu tím với màu cam với màu vàng, 60.000 một bộ, còn mấy bộ. Rồi ai lấy nó chốt lên giùm em ha. Đó, màu cam đây. Chứ lấy cam, chút cam đi giùm em. Màu tím với lại màu vàng 60.000, đùi xanh cho tiên ly. Còn bộ xanh nè, tiên ly nè, 60. Rồi ai lấy chút màu giùm em ha, vàng. Rồi chị nào lấy vàng, chút vàng giùm em, 60.000 một bộ. Đó, quần có túi sâu cho mấy chế luôn, 60kg mặc thoải mái giùm em ha. Lưng quần may rất là đẹp luôn nha mấy chị. Rồi ai lấy chút đơn vàng, tím, cam, màu nu, màu xanh lam, 60.000. Lửng nó cũng chỉ vậy thôi, cái mẫu y chang mẫu đùi luôn, nhưng mà nó lại là quần lửng nha. Mấy chế có muốn em lên quần lửng luôn không? Mấy chế có muốn em lên quần lửng không? Lửng là 65.000. Đây, bộ lửng là 65.000 một bộ. Má cái này cây đùi luôn, lửng đâu. Ây nhỏ. Hả? Có đó đùi luôn hả? Đây, lửng là 65.000 một bộ. Đưa cây lửng cho chị luôn. Đây. Rồi, chị nào lấy lửng chốt dụng bộ đùi đầu lai. Còn không chị? Vàng, tím giờ đổi cho em vàng với nu. Bỏ bà nu vô bán nè. Không, hồi nãy là chị chưa chốt bộ này cho chị đó. Chưa có hả? Chứ có bộ gì rồi? Chị là này là bộ mặt thẻ này cái gì đó. Còn hai cái bộ đó là chị đã chốt. Lê na là vàng với nu nè. Là Lê Na là lấy cái gì? Lúc nãy là Bình Luận là vàng tím. Bây giờ là Sài Gòn là ngày là tầm 2-3 ngày nha chị ơi. Tại vì bây giờ đi cũng khó lắm. Lê Na ơi, bây giờ là Lê Na là hồi nãy có bộ lập thể màu gì? Màu hồng. Lập thể màu hồng. Lập thể đùi hồng. Lập thể đùi hồng. Là với lại bây giờ là chị lấy thêm cái bộ đùi là bộ đùi màu vàng với lại màu nu phải không? Ok giùm em nha chị ơi. Lửng 65.000 đây. Ai lấy lửng chút lửng giùm em ha. Lửng em cũng có đủ màu luôn. Lửng màu tím nè. 60kg bận vừa cho em nha mấy chứ. Lửng màu tím nè. Lửng màu nu nè. Nói chung là nó đủ màu như là bộ đùi vậy á, nhưng mà nó là quần lửng thôi ha. Lửng màu xanh. Lửng màu đen. Lửng lam, lửng đỏ, lửng vàng, lửng cam. Đó. Có mấy màu này, ai lấy lửng này chút lửng giùm em ha. Lửng màu cam nè. Lửng màu vàng nè. Lửng màu lam nè. Ok lên nè nè. Lửng màu đỏ nè. Lửng màu đen. Lửng màu xanh. Lửng màu nu. Có đùi hoa đỏ hả chị? Lửng màu đỏ cho Kiều Nguyễn. 65.000 em. Có đùi hoa đỏ đúng rồi. Có đùi hoa đỏ nè. Có 60.000 bộ, lửng 65.000 bộ. Mua về bận đã lắm mấy bà ơi. Mặc mấy bộ này siêu dễ thương luôn. Nè, mát kinh khủng mát luôn.
chuyên gia là tầm khoảng giữ đơn tầm khoảng 1-2 ngày mới đi đơn được. Chứ hiện tại là bưu điện này không nhận đơn tỉnh rồi. Rồi ai lấy chốt lên giùm em ha, lửng màu cam nè. Phong nè mấy chị ơi, mặc siêu dễ thương luôn, quần túi sâu luôn nha mấy chị. Phong nè, lửng cam, lửng vàng, lửng xanh lam, lửng đen, lửng xanh ngọc, lửng nu với lửng màu tím. Rồi chế này lấy thì chốt giùm em ha. Còn ai mua gì không mấy chị không, em tắt like em lát em lên lại ha. Em tắt like chút em bên lại nha mấy chị.